Tập 35. Cầm lấy. Cha mẹ huynh không sao chứ? Họ vẫn khỏe. Ừ. Cái này do một đứa bé tên là Tuyết Nhi đưa cho tôi. Liệu cậu ấy có phải... Đó là con của tôi. Hiện nay cậu ấy đang ở Phái Thiên Sơn. Có cần đi tìm cậu ấy không? Không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức đến Thượng Quan Bảo. Hãy nghe đây, chúng ta mới là những kẻ mạnh nhất thiên hạ. Những thứ không đáng tồn tại trên đời này, lấy lòng châu quỷ chúng đi. Dạ. Được. Thiên hạ vô địch. Thiên hạ vô địch. Chúng ta xông lên. Họ là ai vậy? Là bọn quái vật không thể giết chết được. Tất cả hãy cẩn thận lên. Con không sao chứ? Hay lắm. Long châu trong cơ thể của ấy chỉ có thể tạm thời khống chế chất độc, nhưng không thể giải độc toàn bộ đâu. Bích tiên sinh, không cần mọi người lo lắng. Bây giờ tôi không có sao. Sư thúc à, chúng ta phải tìm Thượng Quan Dân. Thượng Quan Dân? Vừa rồi chúng ta đều được chứng kiến hắn tạo ra những quái vật như vậy, đã lợi hại đến mức này rồi, huống hồ là bản thân hắn. Cho nên chúng ta cần phải đi. Nếu không tôi sợ Long đại ca gặp nguy hiểm. Các vị đang bàn chuyện cứu gì để thúc thúc bồng đó hả? Cho tôi đi với. Thiên Hương à, cho chúng tôi đi theo với. Không được, các vị phải ở lại đây. Tại sao vậy? Lần này đến Trung Tính Đường chưa rõ mày rủa ra sao, không may chúng ta bị thất bại. Còn có các vị đây tiếp tục chiến đấu chống lại Thượng Quan Dân, có đúng không? Nhưng mà Phục cô nương nói vậy rất có lý, các vị nên ở lại đây thì hơn. Được, vậy các vị nhất định phải bảo trọng. Chúng tôi chờ tin vui các vị. Ừ. Ê, ca ca, tôi thấy nóng quá. Ở đây nóng được thật đó. Các chị nói không sai chút nào. Chung quanh địa phận của Trung Tính Đường đã biến thành một quả lò rồi. Này Thượng Quan Dân không còn là người bình thường nữa. Không ai biết rồi đây sẽ ra sao. Bích tiên sinh,
Tôi nghĩ Tuyết Nhi còn nhỏ tuổi như vậy, chúng ta không nên dẫn cậu ấy theo làm gì. Chị Hương, chị tỷ, chị không giữ uy tín. Tuyết Nhi, hãy nghe lời tỷ tỷ đi. Tôi không chịu. Tuyết Nhi, lần này chúng ta đến đó, một người mà chúng ta đối phó là người rất xấu. Tỷ tỷ lo lắng cho cậu thôi. Tỷ tỷ, tỷ không cần lo lắng cho Tuyết Nhi. Tên xấu kia không làm hại được đâu. Với lại nơi đó có rất nhiều hòn đá nhỏ, tôi còn phải thu hồi lại. Tôi có thể giúp cậu thu hồi hòn đá nhỏ đó. Tuyết Nhi à, cậu hãy ngoan ngoãn ở đây đi nha, chờ chúng tôi về. Tôi không chịu, không chịu. Xảy ra chuyện gì vậy? Ủa, có chuyện gì vậy? Kỳ lạ thế đó. Xảy ra chuyện gì? Quả là đứa bé này trời ban khả năng khác lạ. Cậu ấy không chỉ có thể cải tử hoàn sinh, mà tình cảm của cô ấy còn có thể điều khiển được khí hậu. Phục cô nương, hay là chúng ta dẫn cậu ấy theo, công chừng có thể giúp được chúng ta tiêu diệt Thượng Quan Dân. Tôi chỉ sợ cậu ấy bị tổn thương thôi. Cậu ấy còn nhỏ như vậy, không nên chứng kiến nhiều chuyện đẫm máu và sát phạt. Nhưng rồi đây cậu ấy sẽ trưởng thành. Đây là những chuyện mà cậu ấy sẽ gặp trong quá trình trưởng thành. Một ngày nào đó chính cậu ấy phải đương đầu với những chuyện như vậy. Huynh nói có lý lắm. Tuyết Nhi, cậu có đói bụng không? Chúng ta vô ăn cho thật no, sau đó cùng nhau lên đường nha, chịu không? Cho không đói, đi ngay bây giờ đi. Cậu đó nha, lần đầu tiên nghe nói cậu không đói bụng đó. Đi thôi. Nè, đi chậm chậm thôi. Cô nương, chúng ta nên nghỉ ngơi một lát đi. Tuyết Nhi, cậu đừng đi xa quá nha. Tôi biết rồi. Đi. Thật ra chúng ta cần phải học hỏi thêm ở đứa bé này. Tại sao vậy? Cô nhìn xem, cô ấy vẫn tỏ ra bình thản, trông giống như là đi du ngoạn nhiều hơn là bán mạng đó. Nghe Quynh nói vậy, hình như Quynh đang mong được như cậu ấy. Thích làm gì cứ làm, thích nói gì cứ nói. Chẳng lẽ Bích tiên sinh có điều gì muốn nói nhưng lại ngại, có chuyện gì làm nhưng không dám làm phải không? Tại sao lại như vậy? Trung Tín Đường được mệnh danh là đệ nhất thiên hạ, nhưng lại biến thành nghĩa trang. Tôi nha. Thiên Hương, Oh,
Trước gì? Cha! Cha! Các người đến đông đủ rồi sao? Vậy thì tốt. Cô mau chạy khỏi đi. Cha!
Cha. 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 Mẹ, con biết mẹ rất thương con. Xưa nay mẹ được mong con có thể tìm được một người chồng. Thế nhưng đến giờ con vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Mẹ đã ra đi. Cha, cha nói cha thương con, sẽ không bỏ rơi con, cha không để cho bất cứ ai làm hại con. Nhưng cha đã gạt con, cha đã bỏ đi mất rồi. Cả cha và mẹ đều bỏ đi, để lại một mình con trên đời này. Ai sẽ thương con? Ai sẽ chịu con? Muội không nên đau buồn làm gì. Tuy cha mẹ muội không còn nữa, nhưng tôi vẫn còn đây. Tôi có thể chăm sóc muội. Chúng ta có thể xông pha chốn giang hồ. Quý đừng nói nữa. Bây giờ tôi không muốn nghe gì cả. Tôi cũng không cần người ta thương hại tôi. Không phải tôi thương hại muội, mà là quan tâm muội. Lúc tôi tưởng rằng Sát Bộc Long đã giết chết cha mẹ tôi, tôi đã hiểu được nỗi đau mất người thân. Mỗi khi tôi nhìn thấy muội phải chịu đựng những nỗi đau khổ này, tôi đau lòng vô cùng. Thật ra muội còn nhớ những lời tôi đã nói với muội ở trong quán trọ hay không? Tất cả đều là sự thật. Đủ rồi. Mình không cảm thấy quá tàn nhẫn khi dùng những lời lẽ này để an ủi tôi sao? Nếu Quynh còn nói như vậy thì tôi sẽ hận Quynh. Vậy tôi phải nói sao muội mới chịu tin tôi? Tôi không còn tin bất cứ ai, cũng không muốn gặp bất cứ ai.
sau này huynh đừng đến tìm tôi nữa. Phục cô nương. Bích tiên sinh, về chuyện đề cử trưởng môn tôi đã từ chối rồi. Xưa nay cô luôn nói là cô muốn làm nên một sự nghiệp gì đó trong cuộc đời của mình. Đây là cơ hội tốt nhất cho cô. Hơn nữa cô là người thích hợp nhất được chọn. Không nên do dự làm gì nữa. Tôi đến đây là để cáo từ cô. Cáo từ? Xưa nay Bích Ngọc Sinh đã quen sống an nhàn, lưu lạc giang hồ, bốn bể là nhà. Nay chuyện của Trung Tín Đường đã kết thúc, và chuyện của Long Châu cũng đã đến hồi kết rồi. Thương tích của cô thì đã hoàn toàn hồi phục. Đến giờ tôi phải lên đường. Nếu đã như vậy, hẹn sau này gặp lại. Bảo trọng. Cô cũng bảo trọng. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm viên. Cha, đồ vào của cha đây. Cha, chúng ta vất vả cả buổi trời mới tìm được 5 viên thôi, còn phải tìm đến 8 viên lận. Con quên rồi sao? Trong mình con còn có 1 viên nữa. Như vậy trong túi của con có 5 viên, trong mình của con có 1 viên, tổng cộng có 6 viên. Vẫn còn phải tìm 2 viên. Con biết trong tay ca ca tốt bụng còn giữ 1 viên đó. Lúc cho ca ca rất cần viên Long Châu đó. Nếu như bây giờ lấy lại viên Long Châu từ trong người của huynh ấy, con nghĩ có tốt không? Vậy chúng ta đừng đợi huynh ấy trả lại Long Châu. Chờ khi nào huynh ấy không cần đến viên Long Châu đến nữa, chúng ta mới lấy lại được không cha? Được. Vẫn còn một viên Long Châu, nó không ngoan, không biết bỏ đi đâu nữa, làm hại chúng ta tìm mãi cũng không thấy. Ủa, Tí Tí. Tuyết Nhi, hai người chuẩn bị lên đường hả? Phải. Chúng tôi phải trở về nơi thuộc về chúng tôi. Vậy sao không ở lại một thời gian nữa? Sớm muộn gì cũng phải đi, còn ở làm gì? Tỷ tỷ, chị không vui hả? Cha, hay là chúng ta dẫn Thiên Hương tỷ tỷ đi theo nha. Con đừng nói bậy, tỷ ấy còn nhiều chuyện quan trọng cần phải làm, không thể đi theo chúng ta. Như vậy con sẽ nhớ Thiên Hương tỷ tỷ lắm. Tôi cũng sẽ nhớ cậu. Thế được, vậy sau này lúc tỷ nhớ tôi, tỷ đừng bao giờ nhăn mặt nhăn mày, tỷ phải cười thật nhiều mới đẹp đó. Huynh đã thay đổi. Vậy sao? Trong trí nhớ của tôi, Lục Vật là một người nói không ngừng, không chịu im lặng dù chỉ là một giây một phút nào đó. Tôi đang ghét như vậy à? Tôi chỉ nói đùa với huynh thôi. Nhưng thú thật là huynh đã thay đổi khác hẳn so với lúc xưa. Bây giờ huynh biết thông cảm cho người khác, huynh trở nên chững chạc hơn, là một người đàn ông thật sự đó. Nếu tôi không trải qua nhiều sự việc như vậy thì đến nay tôi cũng chưa biết quý chuộng tình cảm đang có trong tay. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Quá muộn rồi? Tại sao vậy? Nói ra dài dòng lắm, cô ấy không thể quên đi quá khứ của mình. Nhưng tôi sẽ nghĩ cách. Lục Vật, Phi Yến rất yêu huynh. Huynh là người duy nhất trên đời có thể làm cho cô ấy vui. Cho nên huynh đừng có bỏ cuộc, cố gắng hơn đi. Cô cũng vậy. Tôi biết cô thích Sắc Bọc lắm. Tôi thích huynh ấy thì sao? Cô thích người ta phải nói cho người ta biết. Có lẽ vì huynh ấy đã trải qua rất nhiều đau khổ, cho nên không thể quên được quá khứ.
Nhưng mà nếu Quỳnh ấy không thương cô thì Quỳnh ấy đâu có giúp cô làm nhiều chuyện như vậy. Cho nên chúng ta phải cố lên, phải cố gắng. Chúng ta cần phải biết nắm bắt cơ hội. Lần sau tôi trở về, hy vọng có thể nghe được tin vui của cô. Bảo trọng. Bảo trọng. Tại sao tỷ lại cười? Có phải tỷ cười muội không? Đúng vậy không? Tỷ đã biết muội sẽ nói gì với tỷ có phải không? Tỷ cười đi. Tại vì khi đứng trước tỷ, muội không có gì phải thẹn thùng cả. Tỷ còn nhớ không? Ngày xưa khi chúng ta còn sống bên nhau, lúc nào chúng ta cũng thích cùng một thứ hết. Cây lược giống nhau, cây trăm giống nhau, thậm chí là những món ăn nữa chúng ta luôn giống nhau. Bây giờ muội đã thương yêu người của tỷ, tỷ có giận muội không? Tỷ nói muội biết đi. Muội biết là tỷ không giận đâu, tại tỷ thương huynh ấy, không muốn nhìn thấy huynh ấy sống cô độc một mình như vậy, có đúng không? Trước lúc lìa đời, tỷ có dặn dò huynh ấy chăm sóc cho muội. Có phải lúc đó tỷ đã muốn ám chỉ đến chuyện này, có đúng không? Nhưng mà đại sư tỷ, muội cảm thấy sợ hãi lắm. Muội sợ huynh ấy không thương muội. Muội sợ trong lòng huynh ấy không thể chấp nhận bất cứ ai. Cho nên muội không đủ can đảm. Đến nay muội cũng không đủ can đảm bày tỏ với huynh ấy. Huynh ấy chuẩn bị lên đường rồi. Nếu bây giờ không bày tỏ với huynh ấy, có lẽ đây sẽ là nỗi ân hận lớn nhất trong đời muội. Muội nên làm thế nào đây? Tiếp tục che giấu, hay là can đảm bước tới một bước? Cười muội đổ rồi. Sư tỷ, bây giờ muội đã hiểu. Huynh ấy mãi mãi không thể nào quên được quá khứ. Nhưng không sao cả. Chỉ cần huynh ấy thấy vui, như vậy đã đủ rồi. Có đúng không tỷ?
thực hiện được. Con có biết cha còn có một cái tên khác không? Tôi là ai? Cái tên đó từng làm cho cha mơ hồ một khoảng thời gian rất dài. Không có con, không có mẹ con, không có sắc mộc tộc, không có thời gian, không có ngày tháng, cũng không biết hôm nay là ngày nào, nhưng đã cho cha một không gian rất lớn để mơ, và có một sự tưởng tượng rất là lớn giúp cha sống đến bây giờ. Cha, con biết con là ai rồi. Cha cứ thử nhéo xem con có đau hay không. Cậu đừng có làm khó tôi có được không? Không lẽ tôi không muốn kiếm lời hay sao? Tại vì cơn mưa tối qua quá lớn làm gãy hết hoa của tôi rồi. Lấy hoa đâu mà bán cho cậu? Có trách đó thì trách ông trời đi. Tại sao ông không đối xử tốt với vườn hoa của mình? Ông có biết hoa nó yếu đuối đến chừng nào không? Tại sao ông để cho nó gãy? Tại sao ông để cho nó gãy chứ? Tôi thấy thần kinh của cậu có vấn đề. Mau đi khám đại phu đi. Tôi là người có kinh nghiệm. Chính vì tôi không đối xử tốt với đóa hoa ấy, cho nên bây giờ nó mới héo tàn. Tôi chẳng còn gì cả. Nè, con người của ông thật là vô lễ. Người ta đến mua hoa của ông, ông không bán thì thôi, sao lại chửi người ta chứ? Phải, ông ấy còn chửi tôi không biết xấu hổ. Tôi chửi ông ấy không biết xấu hổ thì đúng hơn. Có tiền đến tay mà không chịu lấy, sao không về nhà trồng cải đi? Đến đây trồng hoa để làm gì? Cô cái gì mà cô? Tôi không mua hoa của ông nữa. Loại hoa này nhà chúng tôi trồng đầy vườn đó. Nè, Quynh cũng vậy nữa, sao lại đến nhà chúng tôi? Chỗ này không có loại hoa mà Quynh cần. Quynh không biết đi kiếm chỗ khác sao? Tại sao nhất định phải đến đây mới được? Đi thôi. Đồ tâm thần, đồ bệnh hoạn. Qua đây, qua đây. Phi Yến à? Chúng ta qua bên kia xem. Trời ơi, đi dạo thì cứ đi dạo, sao phải nắm tay nắm chân? Người ngoài đường đông như vậy, người ta nhìn thấy thì ngại lắm. Phục Thiên Hương, nay mọi người trong phái Thiên Sơn nhất trí đồng ý cho con tiếp nhiệm chức trưởng môn đời thứ 19 của bổn phái. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Có đồng ý đón nhận nhiệm vụ này không? Một khi con được ghi tên vào cuốn sổ này, thay đạo bào vào thì con sẽ là tân nhiệm trưởng môn của bổn phái. Đồng thời con cũng phải cắt đứt tình yêu. Con có đồng ý không? Xin lỗi, con không thể cắt đứt, không thể làm trưởng môn bổn phái. Sư tỷ, sư tỷ. Bích tiên sinh. À, phụ cô nương, mời ngồi. Sao đúng lúc vậy? À, tôi vừa đi qua vùng này, tính tôi thích đi đây đó. Thì ra Bích tiên sinh lại có nhã hứng như vậy. Tôi nghe nói Phục cô nương từ chối nhận chức trưởng môn của phái Thiên Sơn. Xem bộ không có chuyện gì có thể qua mắt Bích tiên sinh được. Cô không muốn khôi phục phái Thiên Sơn sao? Tại sao đột nhiên lại nhường ngôi?
tôi không thích hợp. Chỉ đơn giản vậy à? Chuyện trên đời vốn là đơn giản vậy. Chỉ có điều có lúc người ta suy nghĩ quá nhiều, cho nên mới làm chuyện phức tạp. Xem ra Phục cô nương đã có thể nhìn thấu được thói đời. Chúng ta chỉ ngồi đây mà nói thôi thì dễ quá. Chẳng hay Phục cô nương định đi đâu vậy? Chưa biết nữa. Phải xem con ngựa của tôi đưa tôi đi đâu chứ. Hình như người có nhã hứng là Phục cô nương thì phải. Trong khoảng thời gian qua, tôi đã quen với cuộc sống như vậy. Tôi đã phát hiện thì ra con người có thể tự do tự tại, không có gì gò bó, chính là cuộc sống vui vẻ nhất. Nhưng mà cô không cảm thấy cô đơn sao? Có trời đất làm bạn, làm sao mà cô đơn được. Chẳng hay dạo này Phục cô nương có liên lạc với Sắc Mộc Long không? Đã trễ rồi, tôi phải lên đường đi. Bích tiên sinh định đi hướng nào? Tôi định đi theo hướng đông xem như thế nào. Vậy tôi xin chào từ biệt tại đây. Hẹn gặp lại sau. Phục cô nương, liệu chúng ta có gặp lại nhau không? Lúc cần gặp nhau chúng ta sẽ gặp nhau, không đúng sao? Cha con sắp về rồi, chúng ta mau làm cơm thôi. Dạ, để con nhóm lửa giùm cho mẹ. Được. Tuyết Nhi à, hôm nay con thích ăn món gì? Cha thích ăn món gì, con thích ăn món đó. Hãy subscribe.